Gần một tuần nay, người dân thành phố Vũng Tàu chia sẻ với nhau trên các trang mạng cá nhân về hình ảnh chuyến xe lưu động làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân thành phố với nhiều lời cảm kích, trân trọng. Đến hơn 18 giờ, cơn mưa chiều nặng hạt hơn, nhưng vẫn có người đến điểm lưu động làm căn cước công dân. Quy trình làm căn cước công dân vẫn thực hiện đầy đủ, nhưng chỉ khác là tất cả được thực hiện trên chuyến xe lưu động. Làm trên xe thấy cũng tiện lợi cho người dân, là ngầu chụp hình hay là lên tay với làm giấy tờ, thấy là tiện lợi cho dân. Thực tế thì ban đầu có thể mình đứng ở dưới, mình nhìn lên thì thấy xe nó nhỏ, nhưng mà trên nó bài trí nói chung là khá là ổn. Nếu mà mình lên, thứ nhất là bây giờ đang Covid, mình làm vậy thích hợp, cái là mình lên 2-3 người một lượt thôi, thì tạo khoảng thời gian giãn cách, đứng cũng thoải mái. Các anh nói chung là hướng dẫn tận tình, thiếu cái gì đó các anh bổ sung cho mình, chỉnh sửa cho mình rất là hoàn hảo, nói chung là tốt lắm. Xe lưu động làm căn cước công dân được Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với Thành đoàn Vũng Tàu thực hiện gần một tuần nay. Với loại xe 29 chỗ được bố trí lại để thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip, vừa tiện ích cho người dân vì được phục vụ tại chỗ, vừa rất hữu hiệu trong phòng dịch COVID-19. Tất nhiên là trên xe thì có rất nhiều khó khăn hơn các cái điểm cố định lưu động nhá. Một cái môi trường đó, nó nóng nực này kia, nhưng mà anh em cũng vẫn phải cố gắng thôi. Đó là phần cái trách nhiệm của thanh niên đoàn viên cố gắng khắc phục trong mọi cái hoàn cảnh đó. Là gặp cái khó khăn trong cái việc là di chuyển, mất thời gian, rồi phương tiện thiết bị có thể sẽ bị ảnh hưởng, trời mưa gió này, vì là cái phương tiện của mình nó nhỏ. Cho nên là cái lưu lượng để mà mình làm việc á, không thể mà kịp thời ngay một lúc. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục tất cả những cái khó khăn này để làm sao với tinh thần là vì nhân dân phục vụ tốt nhất cho nhân dân, nhất là trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Mỗi ngày xe lưu động làm căn cước công dân di chuyển 2 đến 5 điểm. Ở các địa phương có người dân đăng ký nhu cầu làm thẻ. Điểm dừng của xe là cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Giờ thời gian thực hiện từ 7 giờ sáng đến 22 giờ. Phải di chuyển nhiều điểm, nhưng trung bình mỗi ngày, Công an thành phố Vũng Tàu vẫn hoàn thiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho 200 đến 300 công dân. Cùng hỗ trợ Công an thành phố làm nhiệm vụ, mỗi ngày có từ 30 đến 40 đoàn viên thanh niên chia thành 6 đến 7 ca. Hành trình theo xe cấp căn cước công dân lưu động. Cứ một ngày là thành đoàn sẽ chia ca, là bạn nào phụ trách ca nào từ mấy giờ thì bạn nó sẽ có trách nhiệm liên hệ với lại bên công an, và xe của công an ở đâu thì bạn nó sẽ đi đó. Thì một ngày các bạn có thể chia 6-7 ca tùy theo cái lịch lưu động của bên công an thành phố đặt ra. Em với các bạn đoàn ở bên thành đoàn đến đây để hỗ trợ cho các cái cô chú công an á, giúp người dân khai báo y tế và giúp họ điền vào thông tin để cho các cô chú trong cơ quan có thể làm căn cước nhanh hơn cho người dân mình. Theo kế hoạch, xe cấp căn cước công dân lưu động của Công an thành phố Vũng Tàu sẽ phục vụ đến hết ngày 25 tháng 6 này để hoàn thành nhiệm vụ 100% người dân thành phố được cấp căn cước công dân có gắn chip.